Hỏi chị Google gà ở gì? Cá đầu kiến hấp lá chanh ăn được không? Ê, hỏi chị Google ơi. À, cá đầu kiến hấp chanh ăn được không? Anh thoải mái đi em trai. Rồi ok. Rồi hôm nay mấy anh em mình sẽ bắt cá đầu kiến để làm món ẩm thực gì đây Trí, giới thiệu cho bạn nha Trí. Mình sẽ làm món cá đầu kiến luộc lá chanh. Đâu mở ra coi coi, mở ra lá chanh coi. Để mấy anh em mình chuẩn bị lá chanh nha bạn. Bữa nay thì do là thời tiết nó trời mưa nên mấy anh em mình đem bếp ga theo luộc nha bạn. Rồi xuống đi tụi em, xuống đi tụi em. Trời ơi, lạnh không? Dạ, cái nọc á. Cái nọc nghe, cẩn thận nghe cái nọc. Có cá kìa mọi người. Đâu đâu mày? Đây nè. Cái thịt mà mày. Cái chết ngợp á. Mày tào lao thiệt chứ. Thầy ơi. Cái sâu kìa. Mình chuyển bờ đi thầy. Bờ này sao? Bờ này nó lại quá à. Phải không? Thôi vậy thôi mấy anh em mình bơi bển đằng chí bơi được không? Bé thầy. Hả? Có hăng điện. Điện bơi được không? Được hăng điện bấm được, đu theo thầy nè. Em bơi dưới sông. A few moments later. À, anh em đã qua bờ đối diện nha bạn. À, cái bờ bên kia thì nó sâu quá. Bờ đây cũng sâu chèn bển nữa các bạn. Bờ đây cũng sâu chèn bển nữa các bạn. Chỗ này có cá nè. Để tao. Ấy da, tụ quân. Tụ quân. Đó. Đâu? Rồi. Hay vậy? Một con nha bạn. Còn cứng không? Lên bờ đâu? Còn cứng không? Giờ lên cái coi. Bác à, này là chiến công đầu nha bạn. Hay quá. Ê Điền, nãy giờ nó kéo quân mày đó. Chút con nó tao ăn giùm cho. Này Điền, bọc này đi. Rồi, được một con đầu tiên nha bạn. Hay không đói đó. Có ca các bạn. Rồi chỗ này sâu dữ ta. Có. Ôi. Cá gì vậy? À này cá đô thê, cá đô thê. Đâu giờ này cá định. Cá đô thê nha các bạn. Cá thê chứ không phải cá đô phi nha. Đúng rồi. Xong luôn. Sao lại bắt lại được hay vậy? Đúng rồi. Bà này mất thiệt. Mất rồi. Hay chưa. Cá đô thê chứ không phải cá đô phi. Cá đô thê cỡ đó nó không bự. Vậy để mình làm gì định? Mò cá chứ làm gì mày? Mày mò ra sau lưng tao. Tao mò hay con mồi á. Con mồi gì mày? Con mồi là con dung của mày á. Không chơi cái này đâu. Này ghê quá. Dạ. Đây là trứng ốc bù vàng nha các bạn. Còn hàng lúc tay không? Hàng lúc tay, đưa tay anh mận vô nè. Ủa đây, đây có nè. Không gấp à? Dạ. Ây da, ây da. Ui, lội đâu vô ui. Không có má nè. Đâu? Ủa, hay vậy? À, hai con nha bạn. Từ giờ có mình Điền bắt hai con luôn á. Đây, con lấy hai. Bò đây, bò bọc. Thả cái lô kiến nè. Đâu? Bắt hai con luôn. Đâu? Ừ. Hai con của ta bắt thẳng ra. Bắt thẳng đấy mày. Nước sặc ra. Sặc ra nha. Sao cái mỏ vậy mà ta gọi là cái lô kiến ta? Cái mỏ chua chua giống mày á mới gọi là cá lô kiến á. Mày làm gì mày ngồi đó, nãy giờ sao không đi mày? Tao đang xả. Mà thôi tao không nói đâu. Trời cái gì ba? Xả cái gì trời ơi trời. Đúng không? Ê, tao mới đạp gì nè. Đạp gì mày? Gai. Gai. Cái gì cũng nói nữa. Đứng đạp cái gì? Ê, định sao giờ tao thấy đau bụng quá mày. Đau bụng thì mày về đi. Đau bụng này chỉ cần xả ra miếng thôi là hết à. Không cần về đâu. Thì xả đi, tao đi à. Đi đâu mà vợ mày vàng? Chờ mày theo với Định ơi. Thôi thôi, xin quá ba ơi. Đi đâu mà giỏi mà vàng? Mày địch mày? Ôi ghê quá mày. Không bóng với địch gì ba. Vợ nè, đen. Thôi đi hả? Ủa, gì vậy? Ôi, chết trời 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 trời. Con cá lóc, con cá lóc. Cá lóc bự quá. Thôi đi đi. Sao nói? Ê mày ơi, cá lóc kiến có bầu. Ghê chưa, ghê chưa? Đồ
cô răng á, chụp đâu cô răng á. Ủa mày? Hôm qua cá chết sình bụng bự chứ có bầu gì mày. Đây cái hang bự nè. Ai biết đâu, thấy là bụng bự tự có bầu chứ. Bữa đó hai ông kia bụng bự, không lẽ không có bầu, tao cũng bụng bự. À, Hình Yên đang đua bè chuối nha bạn. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Nào cũng lên 15 trang học. Ây chết trời. Đeo đời với mày, nói không lo kìa, mới có hai con đó. Rồi rồi chỉ hai hái cho mày, nhưng mà hơi đói nha, kiểm tra toàn chứ. Có cá gì đi, có cá gì lặn à. Dì Quy, có Quy. Ôi ôi, một con nha bạn. Rồi, ba con đủ về. Ba con, con nữa là đủ thằng con á. À, con cua nó kìa. Con cua nó kìa vô con siêu hay vậy. Nó kìa siêu mày á. Kẹp tay luôn, nói gì không à. Bậy khắp. Tao mới đập thằng này một cái mới được. Phụ da, cái gì mày? Gì? Ủa vậy mơ á, mơ á. Để mày ở gì đâu vậy? Mơ, 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 mơ. Kỹ ra. Để sắt luôn. Mũi gì vậy mày? Mơ, mơ. Mơ là bị ấm như nào đó hả? Mơ. A few moments later. Mơ ê cái gì mà cái gì mày tôi quên máy đi cô hà đừng cái gặp nào lại thò người chạy má xe nó đồ bè tụt tụt má xe tụt 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 là hai gì trời gì điện con điện làm gì ghê mày con từ từ nghe con rồi sao mặt gian như vậy thôi một con nha bạn. Vậy là được 4 con rồi em ơi. Ê bay, sao bây giờ mấy anh em mình lên luộc cá em ơi. Giờ tao đói bụng quá, đi lạnh nữa. Mày tối ngày tinh thần ăn uống mà. Tao cũng đang nó bụng rồi. Rồi thôi mấy anh em lên làm món cá lau kiến luộc lá chanh đi nè. Đi, lên bờ thôi. Trong quần kia không được. A few moments later. Giờ mình sẽ bỏ lá chanh vô nồi nha mấy bạn. Ê bay món này ổn không bay? Chắc ăn vô sao rồi mày ơi, chắc đỡ háo được mấy ngày thôi. Đó giờ nghe gà hấp lá chanh không à, giờ tới cái cá lu kiến hấp lá chanh không biết sao đây. Hỏi chị Google à, gà ở gì? Cá lu kiến hấp lá chanh ăn được không? Ê hỏi chị Google ơi. À cá lu kiến hấp chanh ăn được không? Anh thoải mái đi em trai. Rồi trả lời. Dạ. Rồi ok. Tiếp gà đâu bay? Không tiếp gà nói bằng gì? Dục mẹ đi. Dục. Dục. Thôi đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ chế nước vô nha bạn. Chơi nước sạch đàng hoàng nha. Không chơi nước mưa nha. Rồi bỏ lên. Bật lửa. Mấy bông. Lửa. Không có lửa. Rồi xong chưa. Nghe lại bấy. Đặt lại chú chị. Bốn thanh niên đang ngồi sưởi ấm nha các bạn. Hãy ấm mãi lắm. Rồi thanh niên này làm gì đây? Chụp bát tin. Chụp sâu lát nhá làm sao nè. Ê mày với thằng Điền ôm luôn đi cho ấm đi. Thôi không chơi BD. Chơi BD. Thôi bây giờ sẽ phỏng vấn thanh niên Điền nha các bạn. Đây là thánh ăn muối nha. Chứ không phải thánh ngắt muối. Là thánh ngắt muối còn là thánh ăn muối. Sao Điền? Mặn. Ờ cay. Dạ ngon. Muối không mặn không lẽ ngọt mày. Chính rồi chính rồi chính rồi. Chính rồi. Đừng đừng đi em, để mất hơi mất hơi. Hello các bạn. Tiếp theo là màn nhảy của thanh niên anh Mận. Thanh niên anh Mận đưa cái bụng xuống.
giống trái mít rụng á. Dưới sông luôn trời. Thì chàng trái mít rụng luôn á. Đây, còn trái này trái gì đây? Trái chuối rụng. Này trái chuối rụng nha bạn, còn trái này trái gì? Đậu xanh. Cái gì? Trên đụng bạn, cái gì? Bạn em á thầy. Sao? Nói chí dòi. Chí dòi à? Chí dòi nhảy chí dòi. Chí dòi. Đỉnh mặt y chang dòi luôn. Còi mà. Bạn à. Ồ, quá đẹp. Đẹp á, đẹp á, đẹp á, được á. Nhưng mà nghe một cái bạch không biết cái gì dập dưới nước. Cái gì dập dưới nước mà thầy nghe một cái bạch không biết nữa. Xin tố nè. Để được xin tố nè. Xin tố. Ê, rồi xong. Ê, xin tố chú đầu cắm với sình nha. Làm sao? Đâu xin tố ăn. Xin tô thôi đi ông nội ơi, ông nhảy bình thường đi, xin tô gì. Rồi nhảy coi. Rồi. Hả? Không vừa phải không? Nắp không vừa phải không? Nè mùi thơm thơm đó ta. Dở ra coi chín chưa? Sao đang sao? Chưa. Đâu? Dạ, dở cái à. Ôi. Wow. Sắp chín đó đẹp ơi. Mình lại nhảy tiếp. Sắp chín rồi đó. Chưa. Giống cua. A few moments later. À, kiểm tra coi chín chưa nghe bạn. Hiện tại gió quá trời gió luôn. Chưa. Rồi chín rồi đó. Chín rồi. Chưa. Chúc mừng. Chúc mừng đi. Gỡ khoảng tiếng nữa đi. Cái gì vậy? Đừng tiếng nữa đi, còn xương không á. Qua đây đào một hơi mà qua tới bên bờ sông bên kia. Quá gió rồi bạn ơi. Mà xin thôi mà qua tới bờ sông bên kia không thể. Sao rồi chí? Chí à, sao rồi chí? Lạnh. Mày kiểm tra buri để mày coi còn không? Mày tự kiểm tra của mày trước đi, của tao chú kiểm sao. Của tao còn có chút xíu sắp mất rồi. Của tao còn có chút xíu sắp mất rồi. Cái là kiến luộc cá chanh nghe các bạn. À. Để em nhìn cũng ngon lắm á. Sao? Ăn thử hả? Ăn thẳng con đó, lựa đi. Ngồi bên đây này đánh. Nó ngồi đó nó ăn cái nồi mày ơi. Ai nói mày tao ăn nồi, tao đưa tay tới á. Mời các bạn rồi, ăn nha. Rồi các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Ăn nha. À, lá chanh thường, lá chanh này à. Sao mà ăn ngon anh Mận? Ngon hả? Có lá chanh thường. Có lá chanh thường. Ừ. Y như vậy. Chết rồi mà ngon quá. Rụt không? Nãy nãy ừ. Này hơi rụt các bạn. Nãy nào nói chưa chín? Lăn địa. Con với kinh nghiệm, với kinh nghiệm 10 năm nấu ăn của tao, tao nói là chưa chín là chưa chín. Ủa mày nhiêu tuổi rồi đây? 13 tuổi mà nãy. Tao tưởng mày hỏi lại không? mười mấy tuổi đây? 13 tuổi. 13 tuổi mà 10 năm kinh nghiệm nấu ăn hả? Đúng rồi. Sao chứ? Sao? Ngon không? Vậy nãy nào la ăn vô bị gì ta? Tào tháo 3 ngày gì đó. Nãy này tao các bạn ăn nhá. Cái tào tháo từng quá. Sao điện ngon điện? Điện dưới nó ăn muối rồi chứ nó đâu ăn cá đâu. Ăn quá mốt chết luôn. Máu á. Lên máu. Điện mốt ra nó phải bị cao huyết áp. Do lý do ăn muối quá nhiều. Đúng rồi. Đi cái nó kìa. Cái áp quạt quá. Ê đèn mạng xuống đèn. Thôi mày ăn đi. Để tao ăn nhìn hả? Nó ngu mày. Nó ăn nha. Cái này không gần á. Dạ ăn vừa đủ ken. Nấm à. Này nghề bút kim tô cơm nữa mới được. Nhưng sao con còn. Sáng giờ có bốn con. Rồi thôi tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy vui cho một like, một share, một đăng ký kênh. Còn bây giờ mình sẽ ăn tiếp. Bye các bạn. Để cái gì hả?